Hôm nay chúng ta bước vào bài học hát đầu tiên của học kỳ 2. Đó là bài Khát vọng mùa xuân. Nói tới cái tựa đề là chúng ta biết là sắp hết năm rồi đúng không nè? Và chuẩn bị đón năm mới. Đầu tiên thì cô giới thiệu đến với tụi con một nhạc sĩ nổi tiếng. Ông là nhạc sĩ người Áo. Tên đọc nguyên tên của ông đó là nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart. Ông sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756 và ông mất vào ngày 5 tháng 12 năm 1791. Còn rất trẻ đúng không tụi con? Thì ông là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng và có nhiều ảnh hưởng nhất trong dòng nhạc cổ điển châu Âu. 3 tuổi thì ông đã có thể lặp lại trên phím đàn với tất cả các bản nhạc mà ông có thể đã nghe qua dù chỉ là một lần thôi. Và đến 5 tuổi thì ông đã sáng tác những cái điệu nhạc múa, đã biết chơi đàn clavecin, đàn auger và đàn violon. Đặc biệt là 6 tuổi là ông đã biểu diễn trước khán giả ở Viên, thủ đô của nước Áo. Dòng nhạc của nhạc sĩ Mozart chúng ta nghe thì chúng ta thấy là cái tính chất rất là trong sáng, lạc quan và đặc biệt là nhân ái. Một số tác phẩm của ông thì ông có rất là nhiều tác phẩm, trong đó ta đặc biệt kể đến là 41 bản giao hưởng, và nổi tiếng nhất là bản giao hưởng số 39, 40 và 41. Ông có rất là nhiều bản sonat và concerto cho piano, violon và các loại nhạc cụ khác. Thì những bạn mà học về tác phẩm của Mozart thì tụi con chắc chắn là sẽ biết đến bài hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ đúng không nè? Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu và học bài hát Khát vọng mùa xuân, giai điệu của nhạc sĩ Mozart và lời Việt là của nhạc sĩ Tô Hải. Đầu tiên thì cô mời các con chúng ta sẽ nghe mẫu bài Khát vọng mùa xuân nhé. Xuân ơi đến màu đầy về cho
các con vừa mới nghe xong mẫu của bài Khát vọng mùa xuân ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích bài nè. Bài này được viết ở nhịp 6-8. À, như mọi lần thì cô ưu đố tụi con á, bài nhịp 6-8 đúng không? Thì nhịp 6-8 là có 6 phách trong mỗi ô nhịp nè. Và mỗi phách tương ứng với một hình nốt móc đơn. Đặc biệt là nhịp 6-8 có hai trọng âm. Trọng âm thứ nhất là chúng ta thấy rơi vào phách 1 và trọng âm thứ hai là rơi vào phách 4. Rồi, bài này cao nhất sẽ là nốt đố, thấp nhất là nốt đồ. Nói về cao độ ngày hôm nay thì quá dễ đúng không nè? Rồi, trường độ thì lại càng dễ hơn nữa. Là sao? À, là vì chúng ta thấy là tất cả đều là đen, đen chấm vôi, đơn, lặng đơn và lặng đen. Không có nốt trắng, rồi không có nốt móc kép ha. Ký hiệu của bài ngày hôm nay thì chỉ có một ký hiệu, đó là dấu luyến. Rồi, bây giờ cô mời các con luyện thanh trước khi chúng ta tập bài nhé. Bắt đầu. Đi theo mẫu cô nha. Rồi, cô mời các con đi thêm một lần nữa nha. Chuẩn bị vào nè. Cảm ơn các con. Chúng ta tập đoạn thứ nhất nha. Và đoạn này thì cũng như thường khi là các con sẽ hát nhẩm theo hai lần để chúng ta nắm được cái giai điệu của bài và lời của bài nha. Một lần nữa nha. Đúng rồi. Chúng ta qua đoạn 2. Các con chúng ta cũng sẽ nhẩm lời hai lần nha. Rồi, một lần nữa nhé. Rồi, ở đoạn 2 này cô lưu ý với lại các con nè. Lời 1, các con thấy ở ngay cái cụm từ vui lại đến. À, đây ha. Rồi, và chữ vui là nó ngay nốt đen,
chữ lại nghe nốt móc đơn, nhưng ở lời 2 các con lưu ý cho cô là chỉ có một chữ niên là nằm ngay nốt đen nối luyến qua nốt móc đơn. Từ nốt đen là ngay vị trí nốt son, luyến xuống nốt mi móc đơn, chỉ có một chữ niên. À, các con lưu ý cho cô chỗ này khi mà chúng ta tập theo giai điệu và lời 1 với lời 2 các con tập để hát cho nó chắc nha. Và bây giờ chúng ta sẽ thể hiện bài hát từ đoạn 1 nối qua đoạn 2 nhé. Cô mời các con sẽ hát theo cô nha. Cho thơm xanh lá cây rừng trở về cùng bên suối trong lành nhìn hoa đang hé tung bừng bao khói mùa xuân yên vui lại đến sẽ thấy buồn hoa đẹp xinh đây thời gian đời em vui vẫn đang trôi vui thơ vui sống êm đềm mà muốn được như người niềm theo cắt dây duy vui nhà xưa bầu trời tự do thắm thiết mãi trong lòng bước đi thiết tha rồi ở cái phần bài này khi hát xong lần thứ nhất qua lời 2 thì cô lưu ý với các con là chúng ta sẽ nhắc lại bắt đầu từ đoạn 2 nha để chúng ta kết cho nó đẹp bài. Và cô xin lỗi luôn là hồi nãy cô hát lời 2 mà cô lại quên, cô nhầm, cô lại hát ngay khúc đầu đầu của đoạn 2 lời 1. Các con lưu ý là chúng ta kết là chúng ta cũng sẽ hát ở lời 2 đoạn 2 nha. Rồi, cô cảm ơn các con. Và bây giờ thì các con sẽ hát lại. Cô sẽ không hát theo nha.
đoạn 2. Cô cảm ơn các con vì đã hoàn thành bài học hát ngày hôm nay. Và cô mong rằng với một cái tính chất bài nhịp 6-8 như thế này thì các con sẽ thể hiện tốt nhé. Rồi, và nội dung của bài hát ngày hôm nay thì cô lưu ý các con phải học thuộc để mình cảm nhận được cái nội dung cũng như là cái nét đẹp, giai điệu của bài nhé. Thì bài hát Khát vọng mùa xuân diễn tả những cái hình ảnh tươi đẹp của thiên nhiên và nói lên những ước mơ dạt dào của tuổi trẻ trước mùa xuân và cuộc sống. Đúng là vẻ đẹp của thiên nhiên và một cái ước mơ của tuổi trẻ thì chúng ta ai cũng có những cái ước mơ riêng cho mình vào mỗi năm mới. Chính cô cũng vậy và các con cũng vậy. Có những cái ước mơ cho tương lai của mình và tương lai đó cũng sẽ đẹp như là một mùa xuân. Thì cô cũng chúc cho tụi con sẽ hoàn thành được những cái ước mơ, những cái khát vọng của mình trong mùa xuân sắp tới, trong một năm mới nha. Rồi cô mến chào tất cả các con và đặc biệt đừng quên quét mã QR điểm danh cuối tiết cho cô nha. Đây. Chúng ta quét điểm danh xong. Và cô hẹn gặp lại các con vào tuần sau nha. Mến chào các con.